Chẳng hạn sông bốc mai bông bông tèng ở khnì bà sân bà bốc mai bông bông chong chanh nằm na xâm rạp thang ngày bà hoa ní sông chờ hờ hờ dô bê vô lìa lò lò xâm rạp bà thang ngày nì phong đá cư nờ bà ở bê bà lăng nghiê kê đô chìa nờ bê bình bình lư kê đô chìa nờ bê thang ngày tròn bà bê vô lìa tèng bây ní cư sân sân tài chìa bê vô lìa ông nói phó bê vô lìa liệp chê đời lai sập rạp bê vô liệp mình lọ với những rung miên nờ bê prắc kê đô chìa nờ bê rô xìl phong đài chẳng hạn sâu bốc mai ông bồn bà chạy nằm nà tứ đòi bà ai tờ tàm kê buồn dìm kê lá hỏi chạy nằm nà bà cọp tờ đòi sốc sở vật tập hiếp kê đô chìa tư tư bàn nờ liệp chê sử đây sâm rạp thang ngày bà hóa tiên ọ khăn nia tờ tàm kê buồn phong đài chứ mà kê sông bàn to chùn nở bà có buồn một tiền nữ cư có buồn khăn nông ca bà mơ tức tèng phẩm bầy bà thẻ tôn chủ mối nâng có buồn khăn nông ca bà mơ tức tèng phẩm bầy bà nì thằng ngày bà hoa tì đọc phẩm muối bà khai thân nụ chân nằm bì bòn bà mộc hơi mùi đi phong đáy nhưng khơi nhớ tha thằng ngày bà hoa bà cầm láng cư đọc phẩm buồn bà cư đằng hàm ruốc cư nợ tự bầu bà cư tứ bà khàng cả chòm chẳng bốc mai ông bốn môn bê thua đầm na từ bà cò bà bò rục tù tiên đà miền tì tăng chất đà miền tì tăng chăng ngay rưu co bà cò bà bò rục tù tiên xinh xinh bà chăm thang ngay rồi bà bốc mai ông bốn ưu tế cứ đầm ra ở bốc mai ông bốn trâu tài bài mốc tà rục tư đai chia đằng hàm ruốc bà chăm thang ngay chìa môn sân bà cứ bốc mai ông bốn trâu tài bài mốc tà rục tư bồ rưu cơ tư kháng cao như chìa môn sân hơi sầm trái nằm ná tư thảm cõi bà nút liệp chạy sợi sụt đấy cô chia rương lọ lọ nâng cát miên bà chạy chia phụng khán bà ai tờ tàm bà khó buôn khăn ông ca mơ tức tèng phẩm bấy bà chăng sông phụng mang của ôn tèng ọc ní án bò tờ tàm khó buôn đâm bây tụ bàn nờ liệp chạy sợi sụt đấy xâm rập ngày bà hóa tì đó phẩm mùi ní chứ bà có sông bánh to chùn nở bà cứ hào ra sắc bò chăm thang ngày tèm đón tất tần chúng mình nâng hào ra sắc bảo chạm ngay dừng khởi thả, xem ra bộ mạng phổ đại cao nông khôn bảy chín năm chút, bà rước say khôn nông bát ngày bảo hóa, tỷ đạo bảo muối bắc khai thân u chín năm pi poan bảo một hơi muối ni, dừng khởi thả bà ở chín năm chút đại miền bát hiệt bát tắc bổn bà tiêu đà bảo bà rước say khởi thả bát lệ sật chó, lúc này đại cao nông khôn nông bảy chín năm bạc cẩn đôn nó về để chọn chỗ đó bà khai mẹ cả ra bà khẳng mộc ni bà cứ khai mẹ cả ra cho nàng bì bòn một phải bì khẳng mộc ni đúng như ta đã xây được bà lục nè cứ bàn họ làng của bà trọng đáy bọn ta dân ná
bà cứ nơ bè bè chlong chô đò bà ở chân bà bì bò bà mà phê bì khả mục nít đường xe rửa xe rồi bà bọc mai bàn bà bà đô bà rửa xe làng bù trở đại đời lại xâm ra bà kà bà cọp cạch kà nghi ở rô bà lục nè xâm ra bà thang ngày ní vĩnh cứ ai bà giác bà bà nhà hà à rôm đà nôm kà nở rương ráo chung luôn hồi viết chì mùi nâng nẹ đợt tây đời bà kà nà mùi អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបើក្រុមមនុស្សសំដីផ្អែមល្ហែបន្តិចព្រោះងាយធ្លាក់ក្នុងបាអបាយកលគេជាងសពមួយដងសម្រាប់បសម្ពន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីពុំត្រូវបបដោះដងដោយសំដីផ្លែផ្កាបដាក់គ្នានោះឡើយប្រយ័ត្នកើតចំនួនវាឈានដល់ការបែកបាក់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំជូត ชมากระทรวงบรรทัดจุนเนอร์บัญชนามจีบรรทัดตัดเตียนนุคือเตรียมจมูกหนึ่งชั่นนำเฉลยหรือใส่ขนมบัตรไงประหอบัตรีดอกประมวยบัตรไข่บัตรนูชั่นนำปีปอนมาเผยมือนี่บัตรชั่นนำเฉลยเดี๋ยวมีเทิดได้ปงบัตรมนุปรอหรือใส่เกินท่าบัตรทะเลสดจ๋อโลกเนี่ยได้การลดขนมบัญชนามโกมันปลุยบารอมเอาไว้สลายเนี่ยไปนี่ไปปลัวท่าเจ็ดฉลองพอดบัตรไข่บัตร ធ្នូហើយនឹងឈានចូលដល់បាខែថ្មីគឺខែមករាហើយត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2បាមកភ័យពីនេះផងដែរដួងជីតារិស័យគឺបានផ្លាស់ប្ដូរមកខ្ពស់ត្រដែតធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតគឺល្អប្រសើរឡើងវិញចំពោះបកាប្រកបកិច្ចការងារនៅក្នុងបាថ្ងៃនេះដែរឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងបាប្រាក់កាសនិងបញ្ហាបាចាញ់បាប្រៀបគេអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរ បបេនេះមានការហោចូលនិងហោចេញគឺមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួផ្សងព្រេងទៅបោះតនអ្វីមួយដោយមិនបានមើលមុខមើលក្រោយហើយប្រយ័ត្នត្រូវខាត់បងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិពីខ្លួនសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រីកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវយកភៀបបប្រកាយប្រកានដាក់បាខ្លួនច្រើននោះឡើយនាំតែកើតបបញ្ហាល្អកកដាក់គ្នាតែប៉ុណ្ណោះ បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពងម៉ាងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវខ្ញុំបាទក៏សូមបន្តជូននៅបាទឆ្នាំជាបន្តទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំខារឹស្សីក្នុងបាទថ្ងៃបាទប្រហ័សបាទទីបាទ16បាទខែធ្នូឆ្នាំ2026នេះឆ្នាំបាទខាលដែលមានបាទធាតុឈើពងបាទយៈស្រីរឹស្សីឃើញថាបាទខ្ពស់ត្រដែត យើងឃើញថាលោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំខាលនៅក្នុងបាខែធ្នូនេះដួងចិត្តស្រីឃើញថាឡើងខ្ពស់ត្រដែតប៉ុន្តែបាក្រោយពេលដែលបាឆ្លងចូលដល់បាខែមករាខាងមុខនេះដួងចិត្តស្រីបានផ្លាស់ប្ដូរមកត្រឹមកម្រិតមធ្យមតែប៉ុណ្ណោះធ្វើឲ្យដំណើរជីវិតបាគឺតែងតែជួបនៅបញ្ហាខ្លះៗយាយីសម្រាប់បាថ្ងៃបាប្រហ័សទី16នេះបាលោកអ្នកគឺសម្លឹងលើកិច្ចការងារឬក៏ចោះធ្វើអ្វីមួយនោះនឹងបាឆ្លើយតបជាផ្លែផ្កាគ្
năm khál trong bát cửa sâu bẩn to chun nơi cho nam chi bẩn to tự tiện nút cư dương trên chỗ đo lục nẹt đại cao cho nam thọ rứt say khôn bật ngày bờ hóa bà tì đọ bà muôi kẻ thân u cho nam pi pòn bà một hồi mùi ni bà cho nam thọ đại miên bà thiết chơ pồn bà một nút sấy rứt say khôn thá bà lo chi một sông lửa tề ca run nơi rồi bà lục nẹt cọ bầy rửa xa phìp ngập ngát hơi giọt lo mình trâu tò mò chỉ mùi nâng cầm một nút đại thà đây bẩn to dướng bà akra nụ lời bà vụ nụ tề nâng ai cao chỉ rưu rào mình lõ bà nam môi cao mình láng chạy chia bông khan xâm ra bậc cạch càng nghiêng nó khôn ông bật ngày bà hòa ni khôn tha đầm nào chỉ vật rồi bà lục nè mình lõ bà xa nụ tế bì xe mình trơ càng càng nghiêng nát đài xâm khan bê nụ lời bí bố thả Paul chỉ phải cả nụ cư bùng sâu chứ lai to bồn mà nụ lời
ca bà bà co bà chùm nuôi bà phùm miên với prai phụ đồ phá nụ tế cư đổi xò mùi đòn rìa bà nhà hạ sẽ xin hạ cùng lọc rộng mồm mình miên ca chuyên lươn tổng mục tế vì sẽ nghe miên chùm lụi viết chùm mùi nâng nghĩa thèm thịt phong bà chân ấy cứ chứ đường chỉ thể xảy đồ bà phong mang bà ôn đại cao nó có nông bạch nằm thó trong bát của sông bẩn to chun nơi bạch nam chia bẩn to từ thiên nước cư dân chuyển chỗ đó lúc nẹt đại cao nó có nông bạch nam rồng rất say khi ngày bà hòa bà tì đọc bà muôi bà khải thân nu chân nam pi pòn bà mọc hay mùi ní bạch nam rồng đại miền bà ở thiệt mía pòn bà ở tiểu đà pro bà rất say khi tha bà lo chia mà sông nội tề xem ra bật ngày ní bà đầm na chỉ vất rồi bao lúc né tài tại lấy tranh nơi bà tục hiệp bà rương bà mình sợ bài chết nâng bà nhà hà bà tổng cây chưa mùi nâng nẹt đợt tây khá khá cả mình lần ca bà cọp cây ca nghĩa bà cứ nè bà đợt tây ai bằng co bà nhà hà bà tốt một ối bà có bây che bà dài nâng mình trâu một tội một thôm bà trả nôm tài dốt rương rào bà đạc luôn bà tài bà nô nếu bà có bà rốc xì chuyên đồ nô con ông ngày đi đài bà miền ca châm ra đụt ló nô tế cứ miền ca bà đà thói khói trả hình chiền bà đưa chân hai lúc nè cứ thong tánh bà miền ca bà dài bà bà nô tế phó chùm nô nâng thói chó thèm thịt phong rì ế bà nhà hà sơ đê sơ hà cùng lọc rà mốm miền ca bà bà chàng khuyên nâng mần sơ miền ca rì lụt lọt tờ mốc nụ tê bà chân ní cư chứ đường chân tài xây rồi bà bộ mạng bà ô đại cao nâng khốn nông bà chân nàm rốn chân bát cơ sông bần to chú nơ bà chân nàm chi bần to tờ tiết cư trâu chùm mùi nâng lục nè đại cao chân nàm sánh rì xây cơ nông bật ngay bà hoa tì đọc rà môi khai thân nụ chân nàm pi bòn bà mập hầy mùi ni bà chân nằm bà xanh đầy miên thiệt phương bồn bà mà nụ bà rớt xây khuyên thà bà thật lợi sợt cho xâm ra bà nụ khổ nông thường ngày ní lục nẹ bà thua vầy cả đôi trâu chè mờ bà đòi phân nếch đạp đòi trở chìa hồi đạch khát bàn trâu chư viện xâm đầy nẹ đợt tây nụ lái bà bà nụ tê nâng nôm rương rao đạc luôn tài bà nọ trong bùa bà bà nhà hà tệ tôn chùm mùi nâng cạch càng nghi lục nẹ còn nâu tệ trâu bà chôm chùm mùi nâng bà nhà hà rương bà ca phong đá xem ra bạn nhẹ bà cò bà bò rốc xì chung đô bà nước khôn ông cùng lòng về ni bà tu bấy bà khơi nhẹ đợt tây kê rô cò vầy mùi bàn cùng chú rùi trơm chọn thừa tam mình trở mình xòm ở đôi bà cò bà mà nụ tê miền tè cá bắt bong bà thèm tiệt tè bà nô rìa bà nhà hà sức lê xà hà bà bà sầy miền kà bà chai bà chan nâng chạp cầm hốc nì trà ơn bà chân hãy cứ chơi đường chơi xấy rô bà phong mang bà ôn đại cao nó có nông bạch nằm sánh trong mắt của sông bẩn to chút nơi chân nam chi bẩn to tiện nốt cư dân trên chỗ đo lộng nè đại cao chân nam bổ mì rất xây khăn ông thằng ngày bà hòa tì đọc bà mùi khả thân nụ chân nam bì bò ăn bà phê mùi nì bà chân nam bổ mì đề miền thiệt lương bồn bà tèo đã xây rất xây khăn tha bạc bù tờ đáy lúc này đại cao nó khăn ông bà chân nam bà ở bổ mì tèng bà trầy tèng bà rõ bàn cho lòng phót đường tà rơ xây bà khai lòng cua nâng đường tà rơ xây khai khẩm bật mùi xôm ọ chì tràn khai khẩm lòng mọc hơi xâm ra bà cho lòng cho đo bà khai bà ở công phê cơ đồ chì bà khai bà mẹ kà ra khảo mộc ni đường tà rơ xây rồi bà phục mai bông ôn ai nâng thật lẹ sợt cho mọc hơi bà rương rào ạ khó bàn cho mọc đồng nào chì vứt bà rô bọc bọc mài ông ôn khơi thà chá ơn trong bùa bà kà bà cọp cạch kà nghiên nó còn bà thằng ngày bà bà hoa nì phong đai lục nế bà cọp bầy miền kà thơ ôi bình tùm hứng nụ nâng từ tù bà nộp lại bà đô chì tì bình chất chạy chìa phong khàn nó còn bà thằng ngày nì bà lục nế miền kà đạ cổng rôn cá rồi còn nạt chuộp trò trà vầy mùi chìa mùi nâng ạ tình tử chôn rứ tùm nẹ tùm nôn kà nghe rộc xì kà tành tà miền kà xa kà bì nẹ đất tây chìa nịch rìa bà nhà hà sức đề xanh hà cùng lọc rộng mồm miền phía bờ sọc ở đông nâng nức rõ lợc bà chọn phụ khả nế chìa bà rộng bầy nà bà chân này cứ chất đường chất tài xấy đúng bà phong mang bà ôn đại cao nâng khốn nông bà chân nàm bà mồm mí trong mắt cơ sông bẩn to chút nơ bà chân nàm chìa bẩn to tự tiện nốt cứ trời chung mùi nâng lục nẹ đại cao chân nàm mồm mè rất xây khăn ông bà thằng ngày bà ở bà hóa bà tì bà đọc bà mùi bà khai thân nu chân nàm bì bồn bà mập hơi mùi nì chân nàm bà mẹ đầy miên bà thiệt miếc bồn bà tèo đã xây rất xây khăn thả bà cứ bùa tờ đạt tèm bà đồng
bởi dương tôi tạm bà có buồn hào ra xá dương bàn bà chạy thà nơi khả nông bà khai thân ní đương chí ta xây rồi bà bộ mạng bà ôn khởi thà làng bù thật đại bốn tay nâu bê cho lòng chỗ đò bà khai mẹ cả ra đương chí ta xây rồi bà bộ mạng bà ôn cứ bà thật sợ cho mà hai mình thà chì bà ở cả bà gọp cách cả nghi bà thôi chùm nuôi như được có rương rào ở bà xem xây nữ tế trâu chạy bị chà ra nà ở bàn trầm trâu tờ miền bà nhà bà chôm trâu rết bốn cả bà gọp cách cả nghi nâu khôn ông thằng ngày này lục nè ai trâu cho vầy nìa à nất sở lánh nâng bà ai bà lực sở xa thàm thịt phong bà nếu bà gọp bà rốc xì chùn đồ vĩnh miền cả chùm ra lụt loa tờ một bà đồ chân nè chìa kà lọ khôn ông cả bà đồ một bà rứ bà thôi chùm nối tôi thôm lọ bà ពលសម្រាប់បសម្ពន់ភាពស្នេហាប្រុសស្រីកំឡោះក្រមុំមានការយល់ចិត្តទុកដាក់នឹងប៉ែមលហែមល្អចំពោះគ្នាជាប្របីណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំមកម៉ែខ្ញុំមកក៏សូមបន្តជូននៅបីឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវកបាទរស្មីក្នុងថ្ងៃប្រហ័សបាទទី 6កើតធ្នូឆ្នាំ 2026នេះបាទឆ្នាំវកដែលមានធាតុដៃពងបើយៈប្រុសរស្មីឃើញថាបាទល្អជាមធ្យមនោះទេ សម្រាប់បើថ្ងៃប្រហោះទី 6នេះបាទការធ្វើដំណើរទីជិតឆ្ងាយចូលប្រយ័ត្នពេលយប់ប្រឡប់បន្តិចពីព្រោះថាងាយរងគ្រោះដោយសារបើក្រុមមនុស្សបាទបៀតបៀនយាយីលោកអ្នកបើមានកម្រងចង់ធ្វើអ្វីមួយឬក៏សម្រេចចិត្តចង់ប្រកបកិច្ចការងារអ្វីក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងពីព្រោះថាងាយជួបបើគ្រោះចាញ់បោកគេណាស់ សម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរលោកអ្នកត្រូវលៃលោកកិត្តគូបញ្ជីប្រកាសឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវទូទាត់ឲ្យរួចរាល់ប្រយ័ត្នកើតបើចំនួនវិជ្ជាដោយប្រការណាមួយរៀបបញ្ហាសិរិសនាហកំឡោះក្រមុំមានការលូតលាស់ទៅមុខបាទអល្អតែក៏ងាយថយក្រោយណាស់ផងដែរគូមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវក ខ្ញុំមកក៏សូមបន្តជូននៅបើឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំរកាឬស្អីក្នុងបទថ្ងៃប្រហោះបាទទី 6 ខែធ្នូឆ្នាំ 2026នេះបើឆ្នាំរកាដែលមានបាទគឺធាតុដែកពងបញ្ញាប្រុសឬស្អីឃើញថាបាទគឺធ្លាក់ស្រុតចោលការធ្វើដំណើរឆ្ងាយជិតចូលប្រយ័ត្នកើតបញ្ហាណាមួយដោយសារតែអ្នកដតីបង្កឡើងឬសូម្បីតែរោគជំងឺបៀតបៀនយាយី នៅក្នុងបទថ្ងៃប្រហោះទី 6នេះមានបញ្ហារាំងស្ទះបាក់ខ្លះៗកើតមានឡើងម្លោះហើយបើមានការប្រឹងប្រែងតែទៅទទួលបាននៅជោគជ័យត្រឡប់មកវិញផងដែរសម្រាប់បញ្ញាប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការបើជឿនលឿនទៅមុខតិចតួចហើយបើថយក្រោយនោះគឺមានច្រើន រីឯបញ្ហាសិរិសនេហាកំឡោះក្រមុំមានការងាយទាំងផ្អែមល្ហែមហើយក៏ងាយកើតឡើងនៅរឿងរ៉ាវទាស់ទាញគ្នាផងដែរបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងចិត្តស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបារូកាខ្ញុំមកក៏សូមបន្តជូននៅបីឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរឬស្អីក្នុងបទថ្ងៃប្រហោះបាទទី 16ខែធ្នូឆ្នាំ 2026បាទឆ្នាំចរដែលមានបាទធាតុដីពងបយៈស្រីឬស្អីឃើញថាបាទខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅទាំងស្ត្រីទាំងបុរសដែលបាទធ្លាប់តែបាទជួបនៅឧបទ្រពចង្រៃយាយីឬក៏ទទួលរងនៅសម្ពាធផ្លូវចិត្តបានទូស្បើយឡើងវិញហើយកំពុងតែទទួលនៅជោគជ័យថ្មីថ្មីមកវិញផងដែរ សម្រាប់បទថ្ងៃនេះដួងចិត្តស្រីរបស់លោកអ្នកបានលោតផ្លោះមកល្អប្រសើរតែយ៉ាងណាក៏មិនល្អទាំងអស់នោះដែរគឺមានរឿងរ៉ាវខ្លះៗក៏អាក្រក់បាទក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបើជាផុតពីផលលំបាកទាំងពួងទៅរួចចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរបើលោកអ្នកមិនធ្លាប់បើចេញធ្វើចំនួនផ្លូវឆ្ងាយហើយចង់សាកល្បងបើមើលក៏ជាការល្អប្រសើរផងដែរព្រោះតែងតែហុយផ្លែផ្កាដូចសមប្រកបផងដែរ រីឯបញ្ហាសិរិសនេហាប្រុសស្រីកំពុងតែមានភាពបាត់ស្រស់ស្រាយនិងផ្អែមល្ហែមល្អជាប្របីណាស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាដួងស្រីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំចរខ្ញុំមកក៏សូមបន្តជូននៅបីឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតនោះគឺត្រូវជាមួយនឹងឆ្នាំកុលឬស្អីក្នុងថ្ងៃប្រហោះបាទទី16បាខែធ្នូបាទឆ្នាំ2026នេះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលដែលមានបាទ ធាតុទឹកពងបាមនុស្សស្រីឬស្អីឃើញថាបើល្អជាមធ្យម
Cả thua đầm nở từ nà một nà cô bầy miền cà bà chạp dài mình ai bà mát bà nụ tế bí bố ai bà chạy ở tì bố là cọ nà mùi một quỳnh. Nói con ông thường ngày đi lúc nè cô bà chạp dài như rường bà ai kẻ xá rồi có cách càng nghiệp xem xên bố thang nghiệp lèng phát nâng bạc bóng nà. Xâm ra bà nè bà có bà bò rốc xì chuyên đô cà rốc phò chùm nôl chụp thàn phiệp bà tan tầng bẩn tay tài dàng nà bà chùm nôl miên cà hô chôl mùi mùi kron chân chầm chân nàng bài anh chân phóng đài. Rìa bà nhà sức đề xin hà bà sấy cùng cô bầy bà dược phiệp bà bà chai bà chan đặc khuôn chá nôm tài ca rừng ráo rô cam rô cốt tài bà nô bà. Chân ní cư chân đường chân đề xấy rô bà phô mạng bà đặc cà nực nông bà chân nàm côl. បាទសម្រាប់បកការជ្រាបជូននៅបហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃត្រូវជាមួយនឹងបទថ្ងៃប្រហស្ទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2023នេះគឺត្រូវបានបញ្ចប់សូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលបកគាំទ្រលោកច្បាស់នោះសូមជួយចុចប៊ូតុងបាទ Subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.